Ông Nguyễn xin trân trọng kính chào quý vị đang đón theo dõi chương trình Phật Pháp cho đời sống trên hệ thống đài truyền hình Asian World Media Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui và hân hoan chào đón một vị Hòa Thượng Ngài hiện tại là Phó Chủ tịch Ngoại vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ và Canada Hòa Thượng Thích Nguyên Trí Và cũng là Viện chủ Chùa Bắc Nhã tại thành phố Santa Ana, miền Nam California Con xin phép kính chào Hòa Thượng ạ À, thầy kính chào Thảo và chúng tôi kính chào toàn thể quý đồng hương, đồng bào Phật tử nhất là quý vị khán thính giả. Xin quý vị, ngày hôm nay mà chúng tôi vui vì trong một thời gian lâm bệnh khá là dài hơn 6 tháng thì hôm nay quý vị đã thấy là sức khỏe của hòa thượng hồng hào hơn và thầy luôn sẵn sàng nhận lời mời của ban giám đốc đài để đến đây chia sẻ với tất cả bà con chúng ta đang theo dõi chương trình này. À, kính thưa Hòa Thượng, à. À, chương trình này thì Chúng con luôn gửi đến những điều pháp thoại Về giáo lý Đức Phật à. Thì à, Kính thưa Thầy, hôm nay Thầy đến với chương trình lần đầu tiên à. Thầy có một chủ đề gì à. Một bài pháp thoại gì, một câu chuyện gì để à. chia à. sẻ với đồng hương Con à. xin kính à. mời Hòa Thượng ạ A-di-đà-phật à, à, Kính thưa quý vị Khi mà những người xuất gia của chúng tôi Khi bước chân vào chùa Học đạo thời gian rồi phải tìm một điểm tựa của mình. Thứ nhất là tìm điểm tựa của thầy tổ của mình. Thứ hai là lấy những cái kinh nghiệm thực tế cho cuộc đời để mà áp dụng trong cuộc sống. Vì vậy, khi mà chúng tôi lớn lên và nghe thầy mình kể một câu chuyện, mà câu chuyện đó là chúng tôi đã nằm lòng lấy cái đó làm phương châm. Thứ nhất là câu nói của Đức Phật mà mình đã nghe Tớ nghe lui các ngài nhắc nhất là những người xuất gia ngài đã nói rằng nhất nhơn hành đạo cửu huyền thăng nghĩa là một người con trong gia đình mà khi bước chân vào đạo thực tâm tu hành phục vụ vì chúng sinh và lo tu giải thoát thì cha mẹ cửu quyền thật tổ nhờ cái ân đức đó mà siêu thanh siêu sanh về tình độ bởi vậy cho nên cái câu chuyện mà chúng tôi muốn kể có lẽ quý vị cũng đã nghe và một số quý vị chưa nghe thì nhân đây tôi cũng xin kể cho quý vị nghe cái câu chuyện thế này tức là ông hòa thượng cua nên nghe nói cái đề tài ra sao ông hòa thượng mà cua cua đây là con cua đó thưa quý vị ừ. con cua thì khi mà có một chú tiểu một chú nhỏ ở trong cái làng nọ khi mà người cha đã mất đi còn lại người mẹ Là người mẹ lấy cái điểm tựa của người con Sống, chết, vui, buồn, chia sẻ Lạc người con cả Cho nên cái sự yêu thương của mẹ con rất là đầm ấm Và trong đó tội một điều là Sinh trong nhà nghèo Vì vậy người mẹ luôn luôn tảo tầng Để kiếm tiền để nuôi con vừa cho con đi học mở trí cho cuộc đời vừa lo cơm nước áo gạo cho con thì một ngày nọ người mẹ đi buôn tạo bán tầng người mẹ mới dặn người con hôm qua mẹ đi chợ mẹ có mua được mấy con cua của đồng và đồng thời mẹ có mua thêm mấy cái rau cải tức là rau nhớt miền trung gọi là rau nhớt mà miền uh, miền bắc gọi rau đai mà người bắc á uh, thích thú nhất món ăn chính và thích nhớ nhất là cà pháo và rau đai nấu với uh, tôm mà vơi vơi với, với, với cua đồng yeah. cà pháo mắm uh, tôm thịt uh, luộc uh, uh, đó canh thì... cua đồng với uh, rau đai thật sự do thịt luộc chắc không bao không bao giờ dám dám nghĩ tới yeah. là vì nó quá cao sang mình yeah. chỉ cho trên nghèo Thầy người mẹ bảo thì trưa nay á, mẹ đi làm về làm sao mẹ con ở nhà nấu cho mẹ một bát canh, canh rau đây và cua thì trưa đó là mẹ mình có món ăn rất là ngon người con canh cánh với lòng là nhất định trưa nay mình phải sáng làm sao nấu thật thiệt ngon để rồi mẹ về mẹ khen và đồng thời mình cũng ăn được mấy cái bát canh chua canh canh rau đây đó yeah. à, vì mấy bữa nay à, trong gia đình chỉ mua đại khái rau rồi đại khái thôi chứ không dám ăn xa thì người con ở nhà sau khi quét dọn nhà cửa xong bắt đầu ra ngồi bờ ao lấy cái mấy con cua trong cái giỏ cua đem à, vô để chuẩn bị mà bỏ trong cối để mà giả để giặt nước lấy làm canh thì trong khi đó người con đem vô và bắt đầu những con cua đó nó trào bọt ra cái bọt đây là nước miếng con cua yeah. nhưng mà cậu bé thấy trắng tốt hết cậu nghĩ rằng đây là nước mắt con cua nó khóc nó biết mình đem vô làm thịt nó nó khóc yeah. cho nên cậu bé thấy đau lòng quá yeah. không dám bỏ vô đâm nữa vì đâm nó càng tan xác nó càng càng tan thương nữa yeah. thì cậu bé thấy tội quá nó thôi tao không đâm mày Giờ tao ra tao bỏ hai ao cho mày sống mày về gia đình mày về sống với cha với má mày anh em mày sống yeah. thả tha thì cậu bé thả thả xong rồi vô á thì bây giờ làm sao để nó canh cho mẹ đây cậu bé mới đem cái rau đai đó luộc đi và thêm mắm muối gì đó để rồi làm cho bột cơm cho mẹ về ăn sau khi mẹ đi về trời nắng trắng trang mà đối bụng mưa mà trong bụng á đồng ý là trưa nay mình sẽ có cái món cơm cơ, à, tô canh ăn cho mát yeah, canh rau đai à, đây cho đấy. mát đó yeah. à. thì người mẹ về bước vô mâm ăn thì thấy không có canh mà chỉ có rau luộc mà mà rau đai mà luộc nó làm sao mà ăn đấy yeah. người mẹ mới tức quá tại sao cua đâu con giá dạ, con nấu canh cho mẹ ăn mà con nấu thế này làm sao mà ăn mày mày tính mày giết tao sao mẹ dùng như từ ngữ rất nặng mà rồi nhiều khi mẹ chửi mẹ mắng to bờ rồi tức quá cụ cầm cầm lòng không nói xét cái đồ gánh đánh trúng người con ừ. thì người con mới nghĩ rằng bỏ chạy mới nghĩ rằng từ khi cha mình mất mẹ mình nuôi mình chưa bao giờ mẹ có một cái lời nói nặng nề hay đánh đập con mà hôm nay không biết nguyên nhân nào mà mới đánh mình như vậy đau khổ quá sợ quá bỏ chạy yeah. bỏ chạy luôn một luôn một tuần nó không biết là đâu rồi lúc đó đi lưu lạc giang hồ rồi tối ngủ đầu đường xó chợ cuối cùng đó, là cậu bé này đi ngang cái chùa đó, là cái chùa đậu giờ thưa quý vị tại miền bắc oh. tại chùa đậu thì cậu bé này mới vô nách được cửa tâm quan để ngủ thì khi mà còn nằm để chế quế một mình không bền không quế không chiếu không gì mà nằm dưới đất mà nằm Tô tối tối xăm xăm hòa thượng ra đóng cửa thì thấy một đứa bé tại sao nó nằm ở đây tội nghiệp quá ngày mới kêu nó dậy con vô đây vô đây con ở con đâu mà lại về thế này 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 hỏi lý lịch ra thì cậu bé nói kể câu chuyện vậy thì thì thầy mới động lòng tội nghiệp thằng bé rồi đưa nó vô cho ăn cho uống đàng đàn hoàng hết rồi nói mền gối tới ngủ sáng ngày thì thầy mới hòa thượng mới hỏi Bây giờ con muốn về lại mẹ có không? Cô biết ra lần thưa thầy, cô không bao giờ dám về mẹ. Ừ. Vì mẹ lúc bây giờ mẹ dữ ghê lắm. Mà nếu con về giai đoạn này chắc mẹ không để con sống nữa là khác. Yeah. Mẹ phan đồ gánh về trúng cái chung ở đây nè. Mà nếu con về mà mẹ phan lần thứ hai à, chắc cũng chết. Rồi cậu mới xin Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con ở đây Hòa Thượng. Ừ. con ở Hầu Hà Hòa Thượng, Hòa Thượng kêu gì cũng làm đấy thì chú bé đó ở với hòa thượng thời gian lớn lên rất khôn ngoan tuấn tú học hành rất thông minh và cái đạo tâm tu hành đó. mỗi ngày mỗi đêm nó tu là niệm mà chú nghĩ rằng mình không về hầu mẹ thì bây giờ mình ở chùa mình tụng kinh mình niệm phật mình cầu nguyện cho mẹ mình thì lúc đó mỗi ngày mỗi ngày cậu khôn lớn và cậu làm tất cả những việc vậy một ngày nọ hòa thượng lớn tuổi và hòa thượng viên tịch tức là ngày chết đi. chết đi thì cái chùa đó giao lại cho cái chú đó yeah. làm trụ trì. Yeah. thì khi mà làm trụ trì xong đó, thì chú tiểu đó mới nghĩ rằng bây giờ làm sao phải tìm mẹ mình tìm mẹ. Yeah. không biết chết hay sống như thế nào Ngài bắt đầu giao cái chùa lại cho tất cả các đệ tử của ngài bắt đầu đi tìm. Ừ. tìm mẹ đi này người từ ngày này qua ngày nọ ngày khác ngày mới về là cái làng cũ thì đi ngang cái nhà cũ của mình thấy nó đó một cái chòi siêu vẹo sụp lên sụp xuống mà nghèo khổ tội nghiệp vô cùng yeah. cái vài tâm tranh để mà chê một yeah. người bà bà lão ở đó thì bà lão ở đó như vậy á thì vô ngày nhìn đây là đúng là cái nhà của mình yeah đúng là mẹ của mình, nhưng mà giờ không dám nói ra, nó đau từng thớ thịt, yeah. thương mẹ vô cùng, mà bây giờ làm sao đây để mà hóa độ cho mẹ, để mẹ tu hành. chứ còn nếu như trường hợp mà mình nói rằng con về tìm mẹ, rồi mẹ về chùa ở với mình, rồi lúc bây giờ thưa quý vị thường thường á, cái người mà nhà quê á, rất ý lại, ủy quyền và coi như cậy quyền cậy thế vì mẹ trụ trì mà Thành nhiều khi bác ngã mạng cao cao ừ. Cho nên người, người Người con này sợ mẹ giờ ở chùa mẹ có cái hành động này yeah. Tội, tội cho mẹ Tội lỗi nữa Thì Cái à, Ông thầy đó Ông thầy cua đó Ông hỏi Thưa bà Bà ở đây của mình là sao Kêu kêu vậy rồi bà kể cái câu chuyện yeah. Đó là đây là bốn chục năm rồi à, hồi xưa... mẹ tìm à, à. cách đây bốn chục năm mẹ, cũng tìm, mẹ không? tìm mẹ tới bờ tìm con tới bờ mà không ra uhm. không ra rồi con cũng đi tìm mẹ cũng lâu lắm giờ mà gặp nhau nhưng mà bây giờ vừa nói vừa khóc rồi ông thầy cua đó ông có phương pháp ông nói thưa cụ cụ ở đây cũng nhờ cương của đàn na tín thí bà con hàng xóm để cho cụ ăn cụ sống thì bây giờ nếu cụ hoan hỷ thì cụ về chùa, thầy dẫn cụ về chùa để rồi cụ ở với thầy. Rồi mỗi ngày cơm chùa cũng thập phương bát tánh, cúng cho thầy, cúng cho đạo, chúng cho tất cả quý cô quý bác ở chùa ăn thì cụ ăn đó. Rồi cụ cứ một mặt đông chuông niệm Phật thôi, chứ cụ không làm gì cả. Cụ nói vậy vậy làm sao thầy, tôi về ở trong chùa mà tôi không chấp la phục dịch trong chùa làm sao đem tôi ăn cơm của nàng na tiên thí nói chứ nếu trường hợp cụ ở đây cụ ăn cơm của nàng na tiên thí thì giờ cụ về vô chùa cụ ở cụ có ăn cơm nàng na tiến thí mà cụ hơn một điều mỗi ngày cụ đông chuông cụ niệm phật cầu nguyện cho âm triều dương thơ nó tốt đẹp mấy lần bà cha bà già bà cụ mới nghĩ rằng có, có lý quá thầy biểu vậy mà từ khi cái giây phút mà bà cụ gặp ông thầy này á bà thấy trong người nó sao đó nó hạnh phúc mà nó vui vẻ là đương gặp một cái, cái 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 mối tình của tình mẹ con đó, không dám nói ra đó rồi lúc đó bà già đồng ý rồi bắt đầu thầy dẫn bà về yeah. kính thưa quý vị à. đó là một ừ. câu chuyện rất là cảm động và ừ. có nhiều tình tiết ừ. nói lên tình mẫu tử giữa ừ. mẹ và con cũng ừ. như sự hiếu thảo giữa người con ừ. với bà mẹ đứng ừ. sinh thành của mình con cũng rất là xúc động ừ. và không những con mà con nghĩ khán giả ngoài kia cũng xúc động Ngay cả bản thân thầy cũng ừ. có những dòng lệ rơi Thì để tiếp tục câu chuyện thì bà, bà lão ừ. sẽ về chùa làm những công bà. việc gì thưa Hòa thượng? À, Rồi sau đó thầy về làm cái cốc gòn bên chùa tức là cái am nhỏ nhỏ dạ. Gọi là am dưỡng mẫu, dưỡng oh. mẫu đường Là cái am Tên cũng hay quá Rồi bà già ở trong đó Mỗi ngày như vậy là thầy điểm cơm ra Chính thầy điểm cơm ra Phụng sự mẹ, à. cả hiếu ừ. đó ừ. Rồi tối tối á, ngủ chút rồi cái chạy ra, đi ra xung quanh, coi từ mẹ khỏe không. Mm. Nhất là những cái giai đoạn mà cụ cảm, cụ cúm á, thầy không bao giờ ngủ được. Mm. Thì hôm nọ, thầy có việc đi xa, mà mẹ thấy cái quá yếu rồi, mà cái việc Phật sự không phải ở nhà được. Ngài mới dặn lại những người đệ tử, nếu như thầy đi vắng, ở nhà, bà lão này có mất thì tụi con cứ liệm rồi nhắn tin cho thầy về liền để thầy làm lễ trả tiền cho bà. Oh. Thật sự của hòa thượng đi vài ba ngày sau thì bà cụ mất. Yeah. Thì quý chú tiểu ở nhà mấy thầy ở nhà làm y như vậy. Khi mà nhắn tin thầy về, thì ngày về xong, ngày đứng trước quan tài của mẹ, ngài nói thưa mẹ là thưa, thưa cụ Chắc giờ phút này cụ không biết Hay là cô biết Con là ai rồi Bây giờ mẹ à, cụ đã ở với thầy Và cái tình mẫu tử đã gắm gặp nhau rồi Nhưng mà cô không dám nói Sợ nhiều khi cái tâm của mẹ khởi lên Rồi làm cho động chúng Làm cho chúng phải buồn phiền Phiền não thì mẹ mất phước Cho nên cô không thưa ra thì giờ phút này con thưa với mẹ Con là con của mẹ ừ. Thì Ngài quy xuống trước quan tài Ngài mới đọc câu nói Ngưỡng Bạch Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho chúng đệ tử của Ngài Câu nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng Thì giờ phút này con đã hành đạo Từ khi con lánh mẹ ra đi hành đạo bao nhiêu con đức lành Bây giờ con xin Đức Thế Tôn làm sao để cho quan tài của mẹ con nhấc lên trên hạ xuống nhấc lên hạ xuống ba lần thì lúc bây giờ cái câu nói của đức thế tôn nhất nhân hành đạo cứu huyền thăng lúc bây giờ mới thật sự là đó là cái châm ngôn của những người con thảo cháu huyền khi mà phát tâm xuất gia học đạo để phục vụ đem cái thân mạng này phục vụ cho chúng sinh thì công đức vô lượng như vậy từ đó tất cả các thầy ở trong chùa thấy rõ ràng cái hồn nhức lên nhức xuống ba ừ. lần rồi đầu để yên sau đó là lễ trà tì của bà đó từ đó bắt đầu làng số mới đặt cho ngài cái danh hiệu là ông hòa thượng cua yeah. là câu chuyện như vậy yeah. Con xin kính ừ. cảm ơn thầy vâng. đã có một câu chuyện rất ừ. là ý nghĩa và sâu sắc và vâng. kính thưa quý vị đó là câu chuyện vừa rồi mà hòa thượng ừ. thích nguyên trí đã kể cho tất cả đồng bào chúng ta nghe quý vị ừ. phật tử khắp nơi và ừ. tiếp theo thì sau đây thảo nguyễn xin kính mời vị nghe lời trình bày của hòa thượng ừ. với công việc mà vào ngày 1 tháng 4 tới đây ừ. thầy sẽ khánh thành cổng tam quan và tượng mẹ hiền quan tam bồ tát tại khuôn viên chùa bắc nhã mà suốt thời gian dài thầy đã khởi công xây dựng ừ. con xin mà. hòa thượng chia sẻ về điều mà, bà, bà. về nghi thức và mà. Hiện ừ. tại thì thầy đã mời những ừ. chư trung đức nào yeah. Để về tham dự trong ừ. ngày 1 tháng 4 sắp tới thưa thầy à, Kính thưa quý vị Thật sự cái chùa Bắc Nhã mà về Trên cái đường Phết này ấy, Không bao giờ ai tưởng tượng đạt cái chùa Bắc Nhã được ra Gọi yeah. gần như là đại lộ bên xa Sa yeah. Mà khi mà Cái duyên lành Bao nhiêu thăng trầm trong chùa cũ Không cách nào xây dựng được Cuối cùng xin giấy phép về là coi như lên một cái giá tiền quá cao ngồi sức tương tượng của anh em trong bang điều hành của chùa thì hồi trước mình làm tính cỡ chừng triệu một triệu hai thôi mà bây giờ nó lên tới 8 triệu rưỡi chùa hiện tại hả không tức là cái chùa, chùa cũ, cũ tính yeah. này xây lên á tôi yeah. đúng mức đàng hoàng là tám triệu rưỡi ừ, coi như là không cách nào làm nổi trúng thời buổi này thành cho nên trước khi mà khởi công xây chùa đó là chúng tôi mướn cái nhà hàng Regent West tức là cái chùa Bắc Nhã bây giờ đó. Yeah. Thì khi mà chúng tôi nhận cái cái cái, cái, cái bản vẽ về là cái giá cả như vậy đầu hàng, yeah. thì chúng tôi mới nói lại đồn cho ông chủ ông nghe là cái việc như vậy ấy. Ông nói thầy ơi, thôi thầy đừng có thầy ra đây đi, tôi bán mấy đất này cho thầy luôn, cho thầy ừ. khỏi, khỏi mướn. Thì nói nếu ông bán là bán bao nhiêu đồ ừ. tiền đó tôi 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 mua được. ông nói người ta khác thầy khác tôi sẽ bán thầy 4 triệu thôi. Oh. Mà ở đây thầy dọn về là ở luôn, khỏi có tốn gì cả. Dạ, đúng Không rồi. hao tốn gì cả. Dạ. chùa dạ. tiền xạo thầy chỉ sửa lại và thầy ở, thầy hoạt động thôi. Dạ. Thì mình nghe có lý quá. Nhưng mà giờ làm sao tiền đó mà 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 mua đây? Dạ. Chạy sao cho đá? rồi bắt đầu mình cũng vẫn đi nhà băng vay yeah. nhà băng nhất định là không cho vay yeah. <laughs> rồi cuối cùng nói thôi để cho tôi cho thì vay yeah. à, vay 4 triệu luôn yeah. khi right. vay 4 triệu xong là mình mới mình bán cái miếng đất cũ tức là chùa cũ đó yeah. mình sẽ đưa cho một số rồi mình sẽ lấy từ từ mình trả cho yeah. thì khi mà bán bán cũng được luôn à, họ đi lên trên city santa na hỏi để xây những apartment á thì city nhất định không cho yeah. À, xây, xây xây nhà nhỏ rồi thì cuối cùng ông nói thôi không ai mua để tôi mua thầy luôn yeah. mua luôn mấy đất luôn à. thì sau khi mà ông đồng ý mua mấy đất đó rồi á là hai bên làm giấy tờ nhau thưa quý vị chưa có cái chùa nào mà từ khi xin giấy phép mà đến cái ngày mà lấy cái giấy phép cũng như là cái mấy đất chính thức là lấy á hai tháng chưa bao giờ trong lịch sử có uhm. mà chùa bắc nhã lại có chưa tới hai tháng là cái chùa có rendit và chính thức cái chùa cho làm xây nó đó luôn xây dựng dạ. à, xây dựng luôn ở ừ. city x... city santa hết sức là... là 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 thích vì thật sự có nhân có quả mình đối với họ mình hầu giờ ở đó ai cũng thương thành nên city học thương đó thầy cho nên cho, à. cho phép được à. hỏi 4 triệu ừ. là tiền đất rồi tiền xây cổng tâm quan à. tiền phải sửa chữa lại phát kinh <laughs> nhà bếp à, à, à. và chánh điện ừ. cũng như hiện tại là ừ một tháng tư sắp tới là ừ. khánh thành trường à. mẹ quan thế âm à, à. hiện tại giờ chắc thầy nào nhiều lắm thầy <laughs> thưa thưa quý vị thế này vì uh, chúng tôi cũng đã từng làm việc từ thiện từ khi mà tôi đã đặt chân đến nước mỹ làm việc từ thiện chẳng những tại Việt Nam mà đi đi, đi các nước nữa làm việc từ thiện dạ, yeah, không biết thành ừ. cho nên đó, phật tử họ nghe thầy Nguyễn trí thông báo toàn đi xin tiền Và xin tiền là từ thiện không sau khi mà họ biết mình về làm chùa như vậy, à, cứ người cúng dường năm chục ba chục trăm dồn dồn lại thành cho nên từ ngày về chùa đến nay à, cũng rất tạm được là phật tử cúng dường. Tuy nhiên sau khi mà tạm ổn cái việc giấy phép để tắt xong đó, là cái chùa là cái đó là cái nhà hàng ngày xưa không ra cái hình thức cái chùa cho nên nhiều vị nói giờ thầy ráng cố gắng làm cái công tâm quan đi. Yeah, tổng đẹp quá thầy. À, yeah. Công tâm quan. Thì khi làm cổng tâm quan á, họ xúm nhau họ cũng cúng Tuy nhiên cũng mắc nợ của họ khá yeah. à, Rồi cổng tâm quan xong rồi có Phật tử họ à, Phát tâm cúng dường một cái tượng quan tâm Bồ Tát yeah. à, Thôi mà họ cúng thì mình làm yeah. à, Khi mà làm tượng không thì không được Phải xây dựng xung quanh, phải này nọ cái khác Thành cho nên á, cũng tiếp tục nợ nọ à, Tuy nhiên tôi nghĩ rằng mình cứ thành tâm cúng phật lệ phật thành tâm để cái nơi chiêm ngưỡng cho phật tử về thành tâm lễ phật thì mình sẽ có phước thì tết này là một tết đông nhất chưa bao giờ chùa Bắc nhã đông đảo như tết năm nay yeah, cho nên tôi là. nghĩ rằng cái thiện duyên đã đến thành cho nên tôi nghĩ rằng chư phật đã thọ ký cho mình thiện duyên rồi thì mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ hoàn tất cái việc làm à, vì vậy mà chúng tôi quyết định à, tổ chức ngày lễ Khánh thành cái cổng Tông Quan yeah. và cũng như là lễ an vị tôn tượng Đức Quang tâm Bồ Tát. Mà thưa quý vị có một điều thế này, không phải một mình mình nói mà tất cả mọi người về chùa Bát Nhã thấy tôn tượng Đức quan họ rất là đẹp cảm thầy. mộ, yeah. đẹp đối kinh khủng. Thầy, Làm nhưng giới... mà khi mà đặt cái vị trí à. tượng Mẹ Quang tâm đó, à. thầy có nghĩ về phong thủy không? Không nghĩ mà chỉ có ấn tượng, oh. ấn tượng. Oh từ cổng tam quan mà nhìn thẳng vô là đó là thường quan tam quan dạ đẹp thiệt à, dạ, à, dạ. À. Ừ. rất là trang trang nghiêm à. thành cho nên quý vị hãy nhìn đức quan Tâm bồ tát á, thì mỗi một cái quốc độ cái sự cái nét đẹp á, đều được khác nhau thì đây á, là xin lỗi quý vị như là cô gái việt nam cái nét mặt hoàn toàn là cô gái việt nam thành cho nên các cụ về thích cười lắm thầy làm Đức uh, quan tâm Bồ tác làm sao cái mặt hoàn toàn Việt Nam vậy <laughs> yeah. kính thưa thầy à. À, câu chuyện rất là thú vị à. nhưng mà rất tiếc à, vì chương trình Phật pháp cho đời sống trên à. hệ thống Đại Ái World cũng có à. giới hạn à. con sẽ xin phép ban giám đốc sẽ à. mời thầy lên show à. tâm tình trong lần thoát show tới à. và để chấm dứt câu chuyện ngày hôm nay à. À, với những bài pháp thoại thầy có cây có một câu pháp cú nào để thay cho lời kết luận chào à, khán giả khắp nơi, à, thưa hòa dạ. Trong kinh pháp cú á, tất cả các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tất cả, nếu đem tâm ô nhiễm mà thực hành thì cái tâm đó sẽ mang lại đến hậu quả bất chính Mà nếu như đem cái tâm à, từ bi để phục vụ cho chúng sinh thì hoàn toàn lợi ích vô cùng. Yeah. Vì vậy chúng tôi mong rằng quý vị khi làm cái điều gì ráng cố gắng đem cái tích đức của mình đem cái phước báo của mình đem cái lợi ích chung cho tất cả mọi người mình nên phục vụ còn những cái điều mà không lợi ích không nên làm điều đó và trước khi dứt lời cảm ơn anh Thảo Nguyễn và tất cả ban giám đốc của đài như toàn thể của đồng hương đồng bào phật tử đang lắng nghe chúng tôi và cầu nguyện ở trên tùy từ gia hộ cho bản đài của chúng ta mỗi ngày nhân nhật ân nhật nhật phát triển và đồng bào của chúng ta luôn luôn An lành hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin đại diện ừ. Ban Giám đốc đài truyền hình, à, ban kỹ thuật kính cảm ơn hòa thượng dù à. À, trời thời tiết rất là lạnh mà thầy cũng dành thời giờ để à. lên đây tâm tình cùng với khán giả Phật tử khắp nơi. À. Và kính thưa quý vị, lời chúc lành của hòa thượng Thích Nguyên Trí đã kết thúc chương trình Phật pháp cho đời sống ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và hứa quý vị một điều là thảo nguyễn sẽ mời thầy lên show để tâm tình tiếp về cổng tâm quan cũng như ngày gây quỷ sắp tới cho ngôi chùa bát nhã nằm trên đại lộ bô sa thành phố santana miền nam california kính chúc quý vị một ngày thật bình yên con xin phép chào thầy ạ à.